Đây, clip này dành riêng cho hai anh em mình ngồi. Đấy, riêng cái clip này là dành cho hai anh em mình nhé. Đang dình cái gì đấy? Đấy, nhìn đấy, xem nó ngoan, nó ngồi im được bao lâu nhé. Mình để mình cân nha, nào. Bây giờ này, ngồi được 3 giây, 6 giây. Thì xem hai con này nó đang dình cái gì. Dình cái gì xem. Xem nó dình được bao lâu. Nó có bao giờ nó ngồi im được. Đấy. Chạy phóng, phóng cả hai con phóng. 20 giây là phóng đuổi theo con mèo. Đây nhà được hai con chó hai con mèo nó chơi với nhau. Nó chơi với nhau chứ nó không phá nhau. Đấy, gọi là phi nết đấy. Thấy không? Đấy, ha ha. Đây này, mình nhìn đây này. Mình nhìn đây. Mình nhìn đây. Ui, gì ngoan thế nhỉ. Đấy, ngồi đây dình chuột đi. Hai con ngồi im dình chuột nhé. Có con nào xong bắt nhé. Yên tĩnh, xem nó dình nó có bắt được chuột không. Đây chuột bẫy cũng nhiều nhưng mà chuột nó đẻ nhanh. Yên tĩnh xem nó ngồi nó dình. Có cái gì không mà phóng ghê thế. Buồn chân quá là phóng chơi thôi chứ cần. Có con gì đâu. Cái mấy con này nó ngoan. Lúc nào nó cũng quấn. Lúc nào cũng quấn quýt. Chạy chuyên lô đùa với nhau. Chứ con gì nó toàn lô chó với mèo lô với nhau. À, em này em ngồi từ bao giờ mà không lên tiếng. Rồi, ngồi chơi với chúng mày như thế thôi. Tao đi ngủ đây. Chơi với chúng mày. Hai con này ở trong nhà nhá. Hai đứa ở ngoài gác cửa nhá, có động gì thì lao ra tấn công nhá. Có đứa nào nó nhòm ngó nhà mình hai con sủa lên thì lao ra tấn công nó nhá. Cẩn thận nhá. Nghe chưa? Đêm qua hai con chúng mày lùa mấy cái con kia nó chạy lanh quanh à. Thấy chúng mày cắn đi nhỏi cả tay. Rét quá tao kệ. Thôi ngồi chơi nha. Tao vào nhà tao ngủ sớm tao ngủ đây. Tao ngủ sớm tao nghỉ cho nó khỏe. Anh em nó nghỉ Tết tao cũng nghỉ Tết nghỉ sớm. Rồi. Mình đi ngủ.